Yo, Dân Văn Phòng. Tôi là Dân Văn Phòng. Yeah. Ok, đừng có chen lấn rời đất này. Cái hồi này, cái chút đấy. Cổ qua, cái kia một chút đấy. Kia, chặt quá. Rồi, đất ơi. Tự nhiên công ty để mắc một đồng phục chán quá. Ừ, mặc váy thích hơn nhiều em ạ. Em thích mặc váy chị ạ. Các cậu phải hiểu rồi, cái văn hóa động đực, động sự hạn, đồng phục nó là một cái nét đẹp văn hóa mới của công ty, thể hiện cái sự đồng lòng của nói chung là ok. Đấy, đến công ty ai cho ăn mặc như thế này hả? Lúc nào đi với sếp mới được mặc như thế, đúng không? Vâng ạ. Mùi điêu gì? Kinh thế nhở? Cái độ khắm đẳng cấp này chỉ có tất ông kia thôi. Mày điên là có mồm mày thối ấy. Anh điên là tất anh thối ấy. Mày điên là mày nhìn lên này. Mồm thối. Có thối thật, nhưng mà cái mùi kia nó khắm hơn. Và thế áo nào em đưa mùa thu đi. Thế thế áo nào đưa lời lẽ tục tĩu vào trong tác phẩm nghệ thuật đúng không? 50 canh ok rồi. Linh Korea khóc cùng thần tượng trong giờ làm việc đúng không? Một lớp có câu không ạ? Sao mà thỏa mãn em gì này? Xem phim con lợn ở trong giờ làm việc á. Cái tội này là to mà tiền nó cũng đo nổi em ạ. Bao nhiêu? 500k một tài khoản HD xem ạ. Cho anh hai tài khoản. Hai tài khoản mật khẩu an toàn. Bát An và Toàn. Yeah. Cái xe này.